chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi trong 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 6 tại công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ diễn ra lễ hội súng nước siêu nhộn, thử thách game súng nước và các trò chơi thi đấu. Thỏa sức tạo dáng với vịnh biển Caribe, tàu ngọc trai đen khổng lồ, chương trình xiếc kịch siêu hấp dẫn, diễu hành Carnival công chúa và cướp biển. Thỏa sức chụp ảnh tại con đường tình yêu, thung lũng hoa, vườn địa đàng, lạc lối giữa thành phố ánh sáng gần 100 mô hình, nhạc nước lung linh. Chơi quên lối về tại tổ hợp Safari, thủy cung kỳ ảo, gần 20 trò chơi miễn phí, không giới hạn số lần. Không lo nắng nóng, quầy cực đã công viên nước sôi động. Lễ hội súng nước mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 6 mở cửa tới 8 giờ tối. Vui chơi trọn gói, tiết kiệm 80%.